Địa lý lớp 12, bài 21, đặc điểm nền nông nghiệp nước ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Nền nông nghiệp nhiệt đới. A. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới. Điều này thể hiện qua việc trước tiên là về mặt thuận lợi. Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với sự phân hóa đa dạng theo chiều Bắc Nam và độ cao, do đó các sản phẩm nông nghiệp cũng đa dạng. Ngoài ra, còn cho phép chúng ta áp dụng các biện pháp thâm canh tăng vụ. Đồng thời với sự phân hóa của các điều kiện địa hình và đất trồng, cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. Ở trung du miền núi là các cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn. Ở đồng bằng là cây ngắn ngày, thâm canh tăng vụ, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa cũng tăng thêm tính bấp bênh cho nông nghiệp. Ngoài ra, việc phòng chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nước ta. B. Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới. Đầu tiên, các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp. Ví dụ, ở trung du miền núi là các cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn. Ở đồng bằng là các cây ngắn ngày, nuôi trồng thủy sản. Thứ hai, cơ cấu mùa vụ thay đổi. Giống có nhiều thay đổi như ngắn ngày hơn, chịu được sâu bệnh. Biểu hiện thứ ba, đó chính là tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động giao thông vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản. Từ đó mà việc trao đổi hàng hóa giữa các vùng ngày càng được mở rộng và có hiệu quả hơn. Và biểu hiện cuối cùng, đó là đẩy mạnh xuất khẩu nông sản như gạo, cà phê. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nền nông nghiệp nhiệt đới. Một đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta hiện nay đó chính là sự tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa. Nền nông nghiệp cổ truyền đặc trưng bởi sản xuất nhỏ, thủ công, năng suất thấp, mang tính tự cấp, tự túc. Nền nông nghiệp hàng hóa thì lại đặc trưng bởi quy mô lớn, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, năng suất cao, đáp ứng được xuất khẩu. Điều kiện tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ cấu mùa vụ nông nghiệp ở nước ta? A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc. B. Địa hình chủ yếu là đồi núi. C. Khí hậu phân hóa đa dạng. D. Tài nguyên đất đai đa dạng. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn không phải nhờ vào việc A. Tăng cường sản xuất chuyên môn hóa. B. Đẩy mạnh hoạt động vận tải. C. Sử dụng ngày càng nhiều công nghệ bảo quản nông sản. D. Áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến. Thế mạnh nông nghiệp ở đồng bằng không phải là A. Cây trồng ngắn ngày. B. Thâm canh tăng vụ. C. Nuôi trồng thủy sản. D. Chăn nuôi gia súc lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.